Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một loại chả chay rất là đơn giản làm từ đậu hũ. Đó chính là chả viên đậu hũ nha. Nguyên liệu chủ yếu thì chỉ có đậu hũ thôi. Nhưng mà để làm cho viên chả dai thì cần có một chút xíu mẹo nhỏ. Quý cô bác hãy theo dõi video để biết mẹo đó như thế nào nha. Chả sau khi hoàn thành rất là dai, quý cô bác có thể mang đi nấu canh, nấu lẩu hoặc là chiên ăn rất là ngon. Quý cô bác xem nè, đây là cái viên chả mà sau khi em làm xong, nó có độ đàn hồi rất là tốt. Giờ thì em xin mời quý cô bác vào bếp và cùng thực hiện món chả này với em nha. Nguyên liệu để làm rất là đơn giản, chủ yếu chỉ là đậu hũ. Ở đây em có 2 miếng đậu hũ trắng 400g. Và đậu hũ này em đã để ở ngăn đá cho nó đông đá lại rồi. Sau đó mang để bên ngoài cho nó tự rã đông. Quý cô bác xem nè, sau khi đông đá thì miếng đậu hũ nó tách nước rất là tốt. Như vậy thì chúng ta dễ dàng loại bỏ đi phần nước trong đậu hũ. Quý cô bác cứ để miếng đậu hũ này ở ngăn đá qua một đêm. Hôm sau chúng ta mang ra làm chả là được. Và gia vị tiếp theo em dùng đó chính là một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê tiêu xay, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê đường. Và 2 muỗng canh bột mì, quý cô bác chọn loại bột mì nào cũng được nha. Cần có một ít hành hoặc là ngò để cho chả thơm hơn. Giờ thì quý cô bác cùng làm với em nha. Đầu tiên thì em chuẩn bị một miếng vải trắng như thế này, sau đó thì cho đậu hũ vào bên trong và bây giờ thì chúng ta vắt nước thôi. Vắt rất là dễ, phần nước tách ra rất là nhiều. Nếu miếng đậu hũ không có đông đá, quý cô bác không bao giờ vắt khô được. Tại vì vắt như thế nào thì cũng còn một phần nước bám ở trong đậu hũ. Nhưng đậu hũ sau khi đông đá và rã đông xong thì phần đậu nành và phần nước nó sẽ tách đôi nhau cho nên dễ dàng vắt khô. Và đây là số đậu hũ mà sau khi em đã vắt khô xong nè. Nó rất là khô luôn, bây giờ thì trộn gia vị vào thôi. Để gia vị em chuẩn bị ngay từ đầu, cho hết vào đây. Và tiếp theo nữa là hành lá cắt nhỏ và bột mì. Nếu quý cô bác ăn chay không có sử dụng hành thì có thể dùng ngò rí để vào cũng được. Rồi bây giờ chỉ cần nhồi đều, nhồi một thời gian cho nó lâu, khoảng 15 đến 20 phút để cho chả dai là được. Sau một thời gian nhồi cho nó dẻo và dai, quý cô bác mang đi tạo hình là được. Có thể vo viên tròn hoặc là ấn thành miếng dẹp đều được hết trơn nha. Còn em thì sẽ tạo thành những viên tròn để làm chả cá chay. Hôm sau em sẽ nấu mì cay nha. Đây là những viên chả mà sau khi em đã tạo hình xong rồi. Bây giờ chỉ cần mang chúng đi hấp nữa là xong. Quý cô bác chuẩn bị cho em một cái nồi nước sôi nha. Sau đó để lên trên một cái vỉ. Đợi nước sôi rồi hãy cho chả vào hấp. Giờ thì hấp chả trong vòng 15 đến 20 phút. Tùy theo là quý cô bác nắn cái viên to hay là nhỏ. Còn em thì những cái viên như thế này em chỉ hấp trong vòng 15 phút là được. Chả đã được xếp ngay ngắn, bây giờ thì để nắp lại và bắt đầu hấp thôi. Sau 15 phút thì chả đã chín rồi, mùi khá là thơm và phần chả cũng khá là dai. Bây giờ thì cho ra đĩa thôi. Đây là cái đĩa chả mà sau khi em đã hấp xong, quý cô bác xem nè. Những cái viên chả khá là dai luôn. Cái độ đàn hồi của nó rất là tốt. Chả như thế này quý cô bác có thể mang đi nấu lẩu ngọt, nấu lẩu chua, nấu cháo, nấu canh hoặc là mang đi chiên cho giòn lại, ăn cũng rất là ngon. Chỉ cần một chút xíu mẹo nhỏ thôi là quý cô bác đã có những cái viên chả chay dai ngon từ đậu hũ rồi. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha.
Còn bây giờ thì like video để ủng hộ em nha. Xin cảm ơn.